câu lạc bộ, chủ tịch Bạch Phượng và anh cố vấn và quản trị Vy cùng ban quản trị trong câu lạc bộ, em Lê Mến lên giao lưu câu lạc bộ vui cả nhà. Đầu em hát bài Áo Mới Cà Mau nhé. Bạch Phượng 7475. Em mời chủ tịch lên sân khấu nha. Bạch Phượng 7470. Ủa phải cái kênh này có đạo không chị Bạch Phượng? Này này, em thấy còn kép không ạ? Đây mời đạo. Thu lại có mọi chị Bạch Phượng ơi. Và chị Bạch Phượng lên hát bài Ru Lại Câu Hò nha. Anh Nam Lại Câu Hò mời đào sống cả cũng Bạch Phượng. Anh Phong bỏ vợ con giùm em với. Xong em hát càng lỡ. Em hát chị Bích Phượng rồi tới anh Nam Phong Võ nha. Phong Võ 53 mời đạo hát trước. Phổ bông cháo. Quen quá mà nhà. Là thế em cũng cho cầm đêm cầu nguyện cho em mày xuất gia.
cho em nguyên vẹn niềm tình ngày xuất gia.
ơn cả nhà đã phục vụ cho hai chị em. Em chung chị Bình Thường ở bệnh 5 giờ mấy 6 giờ uống cà phê rồi và nghe nhạc vui vẻ nha. Mà ai kém vậy ta? Em mời anh Năm, con bỏ lên sân khấu rồi tới anh Phạm Tùng rồi tới anh Tho Lê nha. Mấy anh chuẩn bị mặt xà rông lên. Tìm người yêu theo chồng, tiễn người yêu theo chồng. Em hát bài đầu nha. Buổi chia tay ai cũng còn bên rành. Hay quá anh con bỏ. Sáng mai này em dâng lần sóng thân, về nơi xứ lạ để gầy của khốn nhân. Vui tiếng ai ăn cho tròn câu đừng nói nữa. Em chào anh Thanh Hiền. Những lời buồn có anh lệ tuôn rơi, do nỗi niềm ngang rơi mà mặn ngơi dưới má. Vì chúng mình phá vỡ
của chúng mình đã rạn ra từ lâu, khi nỡ quên câu hẹn thề năm cũ. Bao vui xưa mãi nằm sâu trong từng giấc ngủ, dù cách biệt phương trời em vẫn nhớ về anh. Em cảm ơn Vũ Lực và Bích Phương. Con bỏ hát hoài quá. Tôi còn gì em ơi, qua lá rơi khắp trời đang kéo mây. Rồi đây bóng em xa rồi, qua không có em thân là khó khăn. Mánh căng hôm nào sẽ chia toàn giới, trong nơi sang giàu em hãy cố tâm bình an. Muốn đừng tin dở dang bao đời cay em tan nát. Con tim tim ngậm ngùi chùi trôn kỷ niệm năm xưa đưa nàng sang bên, tiếng yêu ban đầu nhịp cầu tương giao kiếp sau vẹn toàn nghiêng còn lại chân đón cùng hòa minh. Ôi từng lời anh nói từng phần đưa theo đường yêu nghiệt ngã, ai biết tôi chỉ gắng cần bi sao. Em ngồi mà có kế này á. Nói kể từ đây ta đành gây nhịn cầu, em về bên ấy cùng dây dò sẽ trọn vẹn ái ân, để cuộc sống hôn nhân được vui vầy hạnh phúc. Dẫu có xa nhau em cũng luôn cầu chúc cho anh mãi mãi thành công và mọi lúc anh lành.
của anh Phong Võ. Em cảm ơn anh Phong Võ nhé. Em ra đi chân chớ bằng lòng mà đi. Chị vừa ngủ nữa hả? Mai này cất bước du quy làm cho xứ lạ trang giàu với bao nồng ấm ngọt ngào. Ở nơi nào thì em cũng có anh đâu để phân dấu cho ngàn năm. Đừng em mà tình ta như đã xong coi cho nên quỷ công hoài mong. Khi bước chân xong thì không còn gì nữa, em mãi gắng lo cho hương lửa gia đình. Nhắc chi đến chuyện chúng mình chia ly là hết nặng tình chỉ sầu tiên. Tiếng ai lệ tóc dài mềm mãi đây tìm nơi đâu. Tìm anh nơi đâu vậy anh Phong Võ? Em cảm ơn cả nhà đầu cổ bộ cho anh Phong Võ và em nha. Em lên mến mốt. Rồi em mời anh Phạm Phong lên sân khấu. Anh Phạm Phong ơi, hát bài gì vậy?